Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tiếp với các bạn phần thứ 5 của tác phẩm Liên Xô Vĩ Đại. Tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập tập thứ 11, trang thứ 121, phần thứ 5 của tác phẩm như sau. Năm 1923, những người trí thức yêu nước đã giúp anh chị em công nông tổ chức những hội xóa nạn mù chữ do đồng chí Kalinin lãnh đạo. Vì chữ Nga khó học và vì nhiều dân tộc bắt đầu mới có chữ viết, cho nên đến năm 1940 mới căn bản thanh toán xong nạn mù chữ, nghĩa là 89% đàn ông, đàn bà đã biết đọc, biết viết. Nhiều người trước đây mù chữ mà nay trở thành những cán bộ phụ trách nổi tiếng. Vài thí dụ, bà Rani Mova là người xứ Baku. Năm 1920, bà còn mù chữ, đi làm công cũng mang vải che mặt. Ngày nay, bà là một kỹ sư giỏi. Bà Tairova là người xứ Tajiki. Ngày trước, xứ này không có người đàn bà nào được đi học. Nay, bà Tairova là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nhà cửa. Ông Erdogan là người xứ Irkutsk ở Bắc Cực Liên Xô. Sau cách mạng, ông mới bắt đầu học. Nay, ông là một người khoa học nổi tiếng, đã phát minh và thực hiện những cách trồng trọt mới rất có lợi cho nông nghiệp xứ Irkutsk và những vùng Zarek. Chúng ta nên nhớ rằng, bọn quan lại của vua Nga ước lượng muốn phổ biến giáo dục phổ thông khắp cả nước, ít nhất cũng phải 125 năm. Nhưng năm 1934, tức là 16 năm sau cách mạng, giáo dục phổ thông đã thực hiện ở khắp Liên Xô. Trong những năm chiến tranh chống phát xít Đức, việc giáo dục bị đình đốn một phần. Giặc phát xít Đức đã đốt phá mất 82.000 trường học. Hòa bình trở lại, từ năm 1946 đến năm 1955, Liên Xô đã xây dựng thêm hơn 30 vạn trường học cho 30 triệu học sinh. Trước cách mạng, ở vùng dân tộc thiểu số Tajiki chỉ có 10 trường tiểu học với 369 học trò. Năm 1956, ở Tajiki có 2.500 trường từ lớp 5 đến lớp 10 với 320.500 học trò. Ở các vùng dân tộc thiểu số khác, đại khái đều như vậy. Để so sánh cho thêm rõ, chúng ta nên nhắc lại rằng năm 1915, cả nước có 752.000 học sinh. Năm 1956, cả nước có 30.000 học sinh. Hiện nay, giáo dục phổ thông năm 1955, cả nước có 752.000 học sinh. Năm 1956, cả nước có 30.000 học sinh. Hiện nay, giáo dục phổ thông là 10 năm. Trong kế hoạch 5 năm thứ 6, hơn 6.300.000 học sinh sẽ tốt nghiệp lớp 10. Ở các trường, lý luận đi đôi với thực hành. Học trò có những giờ thực tập lao động về công nghiệp và nông nghiệp. Có khi thầy trò cùng đi đến nhà máy và nông trường để thực tập. Ngoài ra, còn có 6.637 trường bổ túc cho những thanh niên công nông vừa làm vừa học. Chương trình dạy đến lớp 10, hiện nay có 1.400.000 thanh niên theo học những lớp bổ túc ấy. Các nhà máy, các nông trường đều có lớp dạy cho công nhân và nông dân học thêm kỹ thuật. Kết quả là có nhiều công nhân và nông dân tiên tiến viết được báo, viết được sách để phổ biến kinh nghiệm sản xuất của họ. Có khi họ đi giảng dạy ở các trường kỹ thuật. Có người làm ủy viên của hội nghị kỹ thuật ở các trường đại học. Số sách vở nhiều hay là ít cũng chứng tỏ trình độ văn hóa của một dân tộc thấp hay là cao. Trong khoảng 400 năm, từ ngày một quyển sách in đầu tiên ra đời ở nước Nga, đến ngày trước cách mạng, cả nước xuất bản tất cả là 550.000 pho sách. Sau cách mạng, từ 1918 đến năm 1955, là 37 năm, Liên Xô đã xuất bản 1.268.000 pho sách, cộng tất cả hơn 1.800 triệu quyển. Hiện nay, mỗi năm Liên Xô xuất bản hơn 1.000 triệu quyển sách to và nhỏ, bằng 122 thứ tiếng các dân tộc ở Liên Xô.
Những sách vở có giá trị ở nước ngoài cũng được dịch và in nhiều ở Liên Xô. Như năm 1955, đã xuất bản 71.500.000 quyển. Sách nhiều thì nhà đọc sách cũng phải nhiều. Liên Xô có 392.000 thư viện với 1.300.000 quyển sách. To nhất là thư viện Lenin ở Moscow với 19.000.000 quyển sách bằng 160 thứ tiếng. Trong số đó có 2.200.000 quyển là sách nước ngoài. Mỗi ngày hơn 5.000 người đến xem sách ở thư viện Lenin. Các câu lạc bộ, nhà máy, nông trường, cơ quan, trường học nào cũng có phòng sách. Chỉ tính ở nông thôn đã có hơn 119.000 thư viện với hơn 700.000 quyển sách. Cố nhiên, gia đình nào cũng có một tủ sách. Báo chí cũng là một ngành quan trọng của văn hóa. Trước cách mạng, cả nước có 1.055 tờ báo, 24 thứ tiếng, ra 3.300.000 số một ngày. Ngày nay có 7.246 tờ báo, 57 thứ tiếng, ra 48.000.000 số một ngày. Báo Pravda của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô là tờ báo to nhất. Mỗi ngày ra 5.000.000 số. 16 tờ báo ở 16 thành phố lớn in lại những bài chính của báo Pravda. Về tạp chí, Liên Xô có hơn 2.000 thứ. Mỗi năm ra 360.000.000 số. Phát thanh là một cách rất rộng lớn để truyền bá văn hóa. Liên Xô có 20.000.000 máy truyền thanh bằng 46 thứ tiếng các dân tộc của Liên Xô và 30 thứ tiếng nước ngoài, 75 đài phát thanh, hàng triệu máy nghe, hàng triệu máy truyền hình. Liên Xô có hơn 60.000 rạp chiếu bóng. Tính đổ đồng thì mỗi người Liên Xô từ cụ già hơn 100 tuổi đến em bé mới lọt lòng, mỗi năm mỗi người được xem chiếu bóng độ 13 lần. Các thành phố đều có cung văn hóa và nhiều câu lạc bộ. Ở đó người ta có thể nghỉ ngơi, giải trí, thảo luận các vấn đề chính trị, khoa học, văn hóa, v.v. Câu lạc bộ lại là nơi đào tạo ra những người nghệ sĩ bình dân về nghề múa hát. Năm 1956, Tổng Công đoàn Liên Xô tổ chức một cuộc thi múa hát. Hơn 3.000.000 người tham gia, trong đó 3.000 người giỏi nhất đã được chọn đi diễn ở Moscow. Số câu lạc bộ ngày càng tăng. Năm 1927, cả nước có 33.000 câu lạc bộ. Năm 1956, cả nước có 126.400 câu lạc bộ. Nói đến văn hóa tức là nói đến tầng lớp trí thức. Sau cách mạng, một số trí thức đi theo phản động, một số trí thức thì hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Dưới các vị đại khoa học Dmitriev, Mitsurin, v.v. Nhưng số trí thức hồi đó quá ít ỏi. Năm 1913, trong toàn bộ công nghiệp của Nga chỉ có 7.880 kỹ sư và chuyên gia. Ít như vậy là vì chỉ có con em quý tộc và nhà giàu được vào học các trường kỹ thuật. Thí dụ, trong số học trò trường cao đẳng nông nghiệp Petrovskaya có một bá tước, hai hoàng thân, 72 con nhà buôn to, 92 con nhà tư bản, 94 bà con các giáo chủ, 170 quý tộc, 196 con các võ quan, 322 con em phú nông, địa chủ, v.v. Sau cách mạng, thành phần học sinh của trường ấy thay đổi hẳn. 626 công nhân, 652 nhân viên, 826 nông dân. Để đào tạo cán bộ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô mở rất nhiều trường học để giáo dục lớp trí thức mới, trí thức của công nông. Dưới thời đại vua Nga, cả nước chỉ có 105 trường cao đẳng với 127.000 học sinh. Ngày nay có 765 trường cao đẳng với 1.867.000 học sinh. Một điều nữa đáng chú ý là trước kia rất ít phụ nữ được đi học. Ngày nay thì số nữ học sinh chiếm 52% ở các trường. Phụ nữ chiếm 70% trong nghề dạy học và 76% trong nghề thầy thuốc.